theo một nghiên cứu, trang phục trò chơi câu mực đang nhiều hơn tìm kiếm cho các trang phục nhân vật phim và truyền hình khác hiện tại. Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai có đăng ký OTT hẳn đã xem Squid Game kinh dị của Hàn Quốc hoặc đang có kế hoạch say sưa xem sớm nhất toàn bộ loạt phim này. Theo một báo cáo của CNN, Netflix đã tuyên bố rằng 111 triệu tài khoản đã xem Squid Game kể từ khi công chiếu vào tháng 9. Nói rằng bộ phim chống tư bản chủ nghĩa là bộ phim lớn nhất từ trước đến nay khi ra mắt. Trước đó, 82 triệu tài khoản đã xem Bridgerton, một cú hit khác của Netflix trong vòng 28 ngày đầu tiên kể từ khi ra mắt, gã khổng lồ phát trực tuyến cho biết. Nhưng Squid Game đã nhanh chóng vượt qua con số đó trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Sự phổ biến rộng rãi của chương trình đã dẫn đến sự gia tăng tìm kiếm trên Internet cho các trang phục trong trò chơi Squid Game cho Halloween trên toàn thế giới. Theo một nghiên cứu do Design Bundle thực hiện, các tìm kiếm về trang phục trong trò chơi Squid nhiều hơn các tìm kiếm về trang phục của các nhân vật phim và truyền hình khác. Mặc dù chương trình chỉ mới ra mắt trên dịch vụ phát trực tuyến vào tháng trước, Design Bundle nhận thấy rằng trang phục từ chương trình đã đứng đầu bảng xếp hạng trang phục, chiếm gần 1/3 trong số 11 tìm kiếm trang phục phổ biến nhất. Các nhân vật chính khác của Halloween như Catwoman, Harley Quinn, Joker và Spider-Man chiếm 5 tìm kiếm hàng đầu cùng với Squid Game ở vị trí số 1. Các nhân vật như Pennywise, Harry Potter và Wonder Woman cũng có mặt trong 10 tìm kiếm hàng đầu. Theo phát hiện của Design Bundle, những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.